Và em trước khi Hôm dạ nay có kể. để bảo chị đấy mở mic đi tại vì Vâng ạ. À, và trước khi mời chị Nena lên thì em muốn làm mời bác anh Bo, Mr. Bo từ Thụy Điển, anh ấy sẽ giới thiệu chị Nena. So hello Mr. Bo. Hello team. Yeah. So Thank you. nice to see Yes. you again. Can you Yes. have some brief introduction for Miss Nena from Thailand? Absolutely. Yeah. You need to open up, please. Owen, he's the translator from Thailand. Open up. Yeah, make him host. Chị Yến ơi, chị Yến cho anh Yeah, Owen. Owen là co-host nhỉ? I Chị Yến làm rồi nhỉ? Already. Okay. I So, guess. yeah. So, thank you very much. I love this Thursday. The International Vietnam Thursday is Chị đã excellent. mở rồi, chị đã mở rồi. Rất là cảm ơn tất cả các anh chị và tôi rất là yêu cái buổi thứ năm này bởi vì cái buổi thứ năm này là cái buổi thứ năm của thị trường Việt Nam. Thế nhưng mà chúng ta lại có những cái người rất là tuyệt vời từ nước ngoài đến giao lưu cùng với chúng ta. Today going to be very exciting because they're going to be double Hôm nay sẽ có hôm nay rất là translations. tuyệt vời bởi vì là sẽ có cái màn dịch là dịch dịch gọi gọi là dịch chéo ạ. But anyway, we have on the line today a very special person that I met for a while ago. Và hôm nay chúng ta có một người phụ nữ cực kỳ là đặc biệt mà tôi vừa mới gặp trước đây. And as you know, I've been there for 20 years, so I met many, many people. Và ở thị trường Thái Lan thì tôi đã ở đó khoảng 20 năm và tôi đã gặp rất là nhiều người. But it's rare to meet people with a tiger's eye. Nhưng mà rất là hiếm mà khi gặp được những người nào mà có một cái đôi mắt mà chị anh ấy nói là đôi mắt hổ ấy ạ. But we have her on the line today. Nhưng mà hôm nay chúng ta được gặp người phụ nữ đó ở đây. So she's a professional badminton coach. Và chị ấy là một huấn luyện viên bóng bàn chuyên nghiệp. She's the leader of a group from Thailand, Team Thailand, growing fastest in Thailand. Và hiện nay trong công việc này thì chị là leader của một đội nhóm mà ở Thái Lan, ở thị trường Thái Lan và có thể nói là tăng trưởng nhất hiện nay. And everything that she and her team doing is in purple. Và tất cả những cái gì mà chị và đội làm thì đều là có những mục tiêu rất là lớn. So they work hard every day with the eye of a tiger. Và họ làm việc chăm chỉ mỗi ngày. Với cái đôi mắt của những con hổ. So we are happy to have her on the line here. We call her Coach Nina. Và chúng ta rất là vui được chào đón ở đây. Chúng ta sẽ gọi tên chị là huấn luyện viên Nina. So I think it's time for Owen to come in here. Owen, you're there? Và rất là chào đón sự xuất hiện của anh Yes, Owen, bởi vì anh Owen chắc sir. là sẽ dịch. Yeah, Okay, hello. so then I take Hello. back off. Hello, Owen everyone. take over. Yep. Bây giờ Sawasdee tôi sẽ ka. nhường lại. Sawasdee ka. Xin chào. Sawasdee ka, thưa quân. Đi trai mà ค่ะ, วันนี้ ได้ rap kiện mà đai bảng pan kiểu gặp tình thi không mà này chi vít này này rương khổng kheo ri. Yeah, it's thank you for letting me share your story here. It's been a pleasure because there's a lot of things happen when I come into Kiari. Và rất là cảm ơn cho tôi có một cái cơ hội mà để có thể chia sẻ với tất cả các quý vị ở đây bởi vì là có những cái câu chuyện rất là đặc biệt khi tôi tham gia Kiari. So double translation. Okay, ค่ะเขาแปลให้เรียบร้อยแล้วครับครับผมต้องขอบคุณโบค่ะแล้วก็ขอบคุณทีมเวียดนามนะคะที่ให้เกียรติมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณนีค่ะก่อนที่จะมารู้จักกับเคียรี่ค่ะเป็นอะไรที่เราก็มองหานะคะธุรกิจเกี่ยวกับแบบเนี้ยทั้งๆที่เราก็ทำงานเป็นโค้ชสอนแบดมินตันอยู่ Okay, I have to thank you, Bo, and Team Vietnam for letting me share the story again. And this, I would like to say, I am a badminton coach. Before I was in Kiari, I tried to find business kind of like this, but during she become a badminton coach, she's still finding it. Oh, really? Yeah. Rất là cảm ơn anh Bo đã có cho tôi cái cơ hội để mà có thể giao lưu với anh chị ngày hôm nay.
Và tôi thì là một huấn luyện viên bóng bàn chuyên nghiệp. Thế nhưng trong cái quá trình mà tôi làm huấn luyện viên bóng bàn thì thực sự tôi vẫn tìm những cái cơ hội kiểu như Kiari như thế này. Và trong cái quá trình đó thì tôi luôn luôn là tìm kiếm cái cơ hội như thế này. Yes. Okay. ในส่วนที่เราดำเนินชีวิตมาค่ะมาถึงจุดหนึ่งค่ะในวัยที่อายุตอนนี้ค่ะ42 ปีค่อนข้างที่จะร่วงโรยค่ะเรารู้เลยว่าเราสอนแบบแล้วเราเริ่มมีความเหนื่อยล้าแล้วก็ยืดระยะในการสอนเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราก็มองหาเขาว่าผลิตภัณฑ์ตรงไหนเนี่ยที่จะช่วยเหลือเราได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กมาก่อนเป็นยูนิซี่ค่ะ so doing being badminton coach. The thing is, it's going through until she's age right now, 42. And it's tough to be a badminton coach at this age because it's getting easier to be really tired. And it's hard to keep on training badminton. So she's always trying to look for the products that can help her to maintain that energy. And also I was kind of do something in network marketing also before. À, ở đây thì trong quá trình mà làm một cái huấn luyện viên bóng bàn thì thực sự là chị bây giờ là 42 tuổi rồi và chị luôn luôn là tìm đến một cái cơ hội, bởi vì là tại sao? Vì là nếu mà là ở cái độ tuổi này, nếu để làm một huấn luyện viên bóng bàn mà tốt á, thì cũng rất là phải luôn luôn làm việc chăm chỉ để dạy, để hướng dẫn, để huấn luyện. Và cái đó thì nó sẽ khá là khó cho những người mà tuổi bây giờ nó đang chuyển, gần như là mình chuyển dịch rồi. Thế vì vậy là chị luôn kiếm tìm một cái sản phẩm mà để giúp cho cái sức khỏe của bản thân có thể có cái sức bền tốt hơn, những cái sức khỏe tốt hơn, để cũng là làm cái công việc huấn luyện. Nhưng mà lúc đó thì chị tìm thấy một cái thị trường ở đây gọi là cái thị trường là network marketing, có nghĩa là cái thị trường gọi là kinh doanh mạng lưới. Ha. ถึงจุดหนึ่งที่ยูนิซี่เราไปต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าราคาสินค้ามันแพงเกินไปแล้วเราก็เอื้อไม่ถึงในสถานการณ์ที่มันเกิดการโควิดแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถที่จะไปต่อกับธุรกิจเน็ตเวิร์กได้แต่เราก็ชอบค่ะที่จะมองหาในธุรกิจแบบนี้อยู่พอจนเรามาเจอคีรีค่ะแล้วเราสัมผัสกับผลิตภัณฑ์แล้วมันเป็นอะไรที่ Amazing มากมันเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ในส่วนที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะเราไปใช้กับนักกีฬาของเราในทีมด้วยซึ่งมันก็ตอบโจทย์แล้วให้ผลลัพธ์คือมันบูสต์ร่างกายทันทีในการที่เขาฝึกซ้อมโดยยืนระยะยาวนานทั้งครูนีและลูกศิษย์มีการยืนระยะในการทั้งฝึกซ้อมแล้วก็สอนนะคะได้ยาวนานถึง4 ชั่วโมง During the time before in network marketing she try to maintain it, but the thing is the product is overpriced and it's really tough to still being in the network marketing, but the thing she hasthrough the years is that she still want to do this kind of stuff, and also so she's trying to find out and find Kiari, which is the product is work also as a badminton coach. She can help the players by using the products, they get them to use the products, and it actually help them to maintain and can train for like 4 hours. Okay. Và thực chất là trong cái quá trình mà làm huấn luyện viên bóng bàn thì chị đã tìm đấy một số cái sản phẩm mình có thể nói là giống như là cái thực phẩm bổ sung á. Thế nhưng mà những cái sản phẩm đó thì chị rất là thích để mà chia sẻ và để làm trong cái công việc mà kinh doanh mạng lưới này. Nhưng nó có một cái vấn đề là giá của nó thì quá cao. Và đôi khi là cái hiệu quả của nó mang lại thì cũng chưa phải là tốt lắm. Thế nhưng sau đó khi mà chị biết đến Kiari thì chị thấy nó rất là tuyệt vời, bởi vì là chị là một huấn luyện viên bóng bàn và chị có thể giúp cho bản thân cũng như là những người mà chị huấn luyện, những người chơi bóng bàn họ sử dụng và họ có một cái sức khỏe tốt hơn và họ đạt được những cái hiệu quả về cái mục tiêu sức khỏe của họ. Và ví dụ như là chị dùng cái sản phẩm đó thì chị có thể là huấn luyện mấy tiếng đồng hồ không mệt. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời của Kiari. Yes. Hả. แล้วเราเจอ Kiari ค่ะแล้วเราก็ได้พบกับเมนเทอร์ค่ะมาพร้อมกันเลยแล้วคนที่เป็นเมนเทอร์ให้กับคุณนีก็คือโบซันเบิร์กคนนี้ค่ะเข้ามาในชีวิตคุณนีแล้วเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเป็นเน็ตเวิร์กเกอร์ท
ทำตรงนี้ค่ะเป็น step by step เลยแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างคุณีมาตั้งแต่เป็นคนเดียวเลยไม่มีทีมคนเดียวจริงๆค่ะเริ่มต้นมานะคะแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะขยายธุรกิจขยายเครือข่ายองค์กรตัวเองได้จนถึงตัวเองขึ้นตำแหน่งชูติ้งสตาร์ได้ภายใน2เดือน So when I start Thierry at the same time there's a mentor who come into my life name is Bo Sandberg So that man actually helped me to change your life into great time of life and this can change being from zero from start by herself with Bo Sandberg with her mentors and going up 2 months and getting shooting star and build a team bigger and bigger và trong cái quá trình làm cái công việc này thì tôi đã gặp một người đàn ông rất là đặc biệt và người này đã là cái người mà hướng dẫn cho tôi rất là chi tiết đó là Mr. Bo từ Thụy Điển và ông ấy đã giúp cho cái cuộc sống của tôi là thay đổi rất là nhiều rất là tích cực và ví dụ như là trong vòng 2 tháng thì tôi có thể là lên được cái cấp bậc là shooting star và tôi làm những cái công việc mà theo những hướng dẫn của ông Bo và từng bước của tôi đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời ค่ะแล้วโบก็แนะนำทุกสิ่งทุกอย่างในการที่คุณจะต้องวางเป้าหมายคุณจะต้องเดินไปสู่เป้าหมายแบบไหนสอน mindset ทุกอย่างแล้วคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้คุณนี้ไม่มีวันลืมผู้ชายคนนี้แน่นอนค่ะเขาเป็นคนเปลี่ยนชีวิตคุณนี้และทำให้คุณนี้สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่เพราะคุณนี้ต้องไปต่างถิ่นไปสอนแบบตั้งจังหวัดนั่นจังหวัดนี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งมันไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่ไม่สามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้แต่โบทำให้คุณีมีวันนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ So Bo Sandberg actually helped me a lot of things in mental side in mentality and how to look at the goal forward look forward so he actually before thatI actually have to work a lot, been to a lot of place here and there, a lot of province, state, you can say it. Been to a lot of province, have to work, and didn't go home. She didn't go home, actually. She have to be here and there and coaching and didn't know where her destiny to home is blur. She cannot see the destiny where she will go next. But actually, at the moment, with the help of Bo Sandberg,I will never forget it because I will never forget him because I actually can get my destination of my life and can finally get back to my house where I belong. Và với người mà dẫn dắt tuyệt vời này thì là tôi đã biết cách là để là dẫn dắt đội nhóm cũng như là biết cách để làm việc nhóm tốt hơn và đồng thời có những kết quả rất là tuyệt vời. Trước đây thì tôi đã phải đi những công việc cũ là tôi đã phải đi đến rất là nhiều những cái tỉnh giống như những thành phố khác nhau và thực sự là tôi không có thời gian để mà về nhà dành cho gia đình tôi chả không nhìn thấy con đường về nhà đâu bởi vì nó rất là vất vả thế nhưng mà từ khi gặp ông Bo thì tôi cái đích đến của tôi cái đường đi của tôi nó rất là rõ ràng và chính vì vậy tôi rất là cảm ơn người dẫn đường tuyệt vời của tôi หลังจากนี้ค่ะชีวิตคุณนีก็กำหนดตัวเองได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตหลังจากนี้ด้วยความเป็นอิสระในทุกๆอย่างที่ต้องการมาโดยตลอดแล้ววันนี้มันมาถึงแล้วค่ะแล้วเคียรี่ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆรวมไปถึงเมนเทอร์ที่นำพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่จุดสูงสุดได้ non stop to the top เป็นอะไรที่มันอยู่ในหัวอยู่ตลอดสำหรับคำนี้ค่ะแล้วเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะถึง purple diamond ค่ะ so this is great I can control my destination of my life where to goIt's freedom by the help of the mentors to reach the goal that I want to go. Actually, non-stop to the top, going up. I will not stop and I will go until I reach the purple diamond. Và thực sự là tuyệt vời khi có những người dẫn đường, những đồng đội và người dẫn đường tuyệt vời như vậy. Và tôi có thể là, thực sự là tôi đã có cái tấm bản đồ để biết rõ được cái đích đến của mình là gì.
Và đó là cái một cái đích đến của tôi, mục tiêu cuối cùng của tôi đó là sự tự do. Và tôi sẽ luôn luôn làm việc không ngừng nghỉ đến khi nào tôi đạt được cái mục tiêu của mình. Và cái câu nó rất là hay nói, hay được nói bởi ông Bo, đó là non stop to the top, có nghĩa là chúng ta sẽ làm việc không ngừng nghỉ để chúng ta đến được cái đích cuối cùng. Và chính điều này tôi sẽ mục tiêu của tôi là sẽ đạt được vị trí là Purple Diamond, tức là vị trí cuối cùng trên sơ đồ trả thưởng trong thời gian rất là gần. ค่ะท่านนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะขอบคุณทีมเวียดนามค่ะแล้วก็ขอบคุณโบนะคะที่ประสานในเรื่องของการที่ให้คุณนี้ได้มีโอกาสมาแชร์ลิงในวันนี้ซึ่งเป็นสตอรี่ที่น่าจดจำค่ะแล้วเป็นอะไรที่จะจดจำวันที่สวยงามวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาแชร์ลิงที่มีติ้งของเวียดนามวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ Thank you for reaching me out here to share the story that I will never forgetIt has been great. Thank you, Team Vietnam. Thank you, Bo, for this. And this will be a thing to remember that I share the story to Vietnam presentation. Thank you. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ở đây dành thời gian lắng nghe cái câu chuyện của tôi từ cái người huấn luyện viên bóng bàn và bây giờ trở thành một cái người làm network và marketing chuyên nghiệp. Thế vì vậy là tôi rất là cảm ơn. Anh Bo đã cho tôi cái cơ hội mà có thể xuất hiện ở đây để kể câu chuyện của mình với các bạn Việt Nam. Cảm ơn team Việt Nam và một lần nữa là tôi rất là cảm ơn tất cả các chị ạ. Thank you. Thank you. Bye. Thank you very much team Thailand. Rất là cảm ơn cái câu chuyện của Write it in the book. Ban tổ chức có rất nhiều người Việt Nam muốn hỏi chị. So rất nhiều người Việt Nam muốn hỏi chị đó là cái thời điểm mà chị tham gia với QA thì Thái Lan đang chưa có kho hàng. Vậy thì cái gặp khó khăn của chị với cái sự quyết tâm của chị như nào khi mà thị trường của Thái Lan có kho hàng và chị thấy dần cái tiềm năng của cái việc khó khăn đó so với cái cơ hội với QA thì dẫn đến cái việc quyết tâm của chị thì chị có thể chia sẻ cái feeling, cái cảm nhận đó được không? Cái cảm nhận về thị trường khi mà Thái Lan đang làm thủ tục và chưa có kho hàng nhưng chị vẫn lựa chọn phát triển QA. Yeah, so thanks a lot for công ty QA phát triển tại thị trường như thế thì cái tiềm năng đó sẽ như thế nào? Thanks a lot for Miss Nina's great stories about your work with Kiari. And there are some questions that the audience here they want to ask you. Is that when you started this Kiari business in Thailand, and at the time Kiari hasn't opened the office and the store yet there. So did you have any kind of difficulties and compare to the potential and opportunities of Kiari brings to you? So is that difficulty a big or it doesn't matter? Can I? Yes. Yeah. So do you catch me? Do you catch yeah. Yeah. Okay. Can you let? Yeah. Yeah, I'll tell Nina. Yeah. สิพี่ so ก็คืออย่างนี้เขาถามมาว่าขอบคุณในเขาบอกว่าขอบคุณในการที่มาช่วยแชร์ลิงแต่ว่าเขายังมีคำถามจากคนที่อยู่ในนี้เนี่ยเขาอยากถามว่าสิพี่จะเนี่ยตรงเนี้ยโค้ชนีน่าทำมานานเท่าไหร่แล้วตรงนี้แล้วมันมีการที่เราตั้งพวกที่ทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยคุณเห็นในความยากลำบากอะไรไหมที่คุณเจอแล้วคุณการที่คุณเจอเนี่ยคุณคิดว่าสำหรับคุณมันยากไหมที่คุณจะผ่านหรือว่าคุณสามารถทำมันได้ในส่วนนี้ค่ะถ้าเป็นในเรื่องของเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าเป็นแบบเก่านะคะบอกได้เลยว่ายากแต่พอเรามาสัมผัสกับเคอรี่ค่ะโบแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำแบบเรียบง่ายค่ะส่งต่อเรียบง่ายคือดูไปเขตนะหนึ่งเป็นแตกสองแบบนั้นนะคะโดยการที่ active และ qualifyพอเจอแบบนี้ปุ๊บทุกอย่างง่ายหมดเลย
และในการที่เราส่งต่อแบบนี้ค่ะไม่ต้องไปส่งต่ออะไรซับซ้อนพอเราส่งต่อแบบนี้ปุ๊บเนี่ยองค์กรมันก็เลยเกิดพอเกิดปุ๊บเราทำในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนค่ะทุกคนเห็นภาพว่าคัชชิ่งเนี่ยเข้าภายใน5นาทีเนี่ยตรงนี้ไม่สามารถที่จะมีใครบริษัทไหนบนโลกใบนี้ทำได้เพราะฉะนั้นเราคือเบอร์หนึ่งของโลกจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นโอกาสระดับโลกพอเราพูดในส่วนของรายได้แล้วผลิตภัณฑ์แล้วไม่มีใครสู้เราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะแครี่เนี่ยจะทำอะไรที่ทำให้เราทำธุรกิจตรงนี้ง่ายมากๆไม่มีความยากค่ะตรงนี้สรุปแล้วก็คือทำง่ายค่ะ So about the difficulties actually if compared to the old network the traditional one the network marketing is like it's really hard it's really tough for her but for now with the help of Bo and with the system that we having it's actually help gettingthe team to understand in the period of 2 months. And this is easier and this is make it's easy to build a team. And it's, there's not that difficult to compare to the traditional one. So this one is only 2 people and it's easy to get, easy to understand. So it's easy to build also. So it's not hard. It's easy compared to the other one. Thực chất là với cái những cái công việc về cái thị trường với cái ngành nghề network marketing này ấy, nếu mà làm network marketing theo cách truyền thống tức là những cái công việc trước đây mà tôi đã làm thì thực tế là nó cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn. Ví dụ giả sử không có kho hàng, nhưng với Query thì do có ở đây là một cái công cụ rất là tuyệt vời. Hầu như là mình sẽ làm online, thế cho nên rằng cái việc mà không có kho hàng nó cũng không phải là khó khăn. Và chỉ trong 2 tháng thôi thì tôi cũng đã xây dựng được cái đội ngũ cũng rất tuyệt vời. Và cái việc mà xây dựng đội ngũ ở Query này nó không khó như những cái công ty khác. Có nghĩa rằng là chúng ta chỉ cần là làm sao mà chúng ta tìm được 2 người đi cùng với chúng ta. Và sau đó là chúng ta lại hướng dẫn cho người ta phát triển cái hệ thống dưới của họ như thế. Và tất cả mọi việc khác thì công ty Query có những cái hệ thống rất là tuyệt vời, cho nên rằng là với tôi thì đó không phải là cái khó khăn gì hết, kể cả là khi thị trường chưa có kho hàng. Yes, chị Yến ơi, còn câu hỏi nào không? Các anh chị nếu ai có câu hỏi có thể đặt câu hỏi lên trên Zoom chat ạ, để chị Nina có thể giao lưu. Các anh chị có còn câu hỏi? So our team say that Miss Nina is very looking very great. Có một câu hỏi mà đang chuyển đến. Có một câu hỏi mà đang chuyển đến là cho tháng của chị Nina đó là mục tiêu gần là đạt hợp tình. Em nghe chưa rõ chị Yến ạ. Mạng của chị hơi nó hơi lag ấy. Chị Yến gõ lên màn hình đi chị Yến ơi. Cái cấp bậc mà mục tiêu gần nhất của chị đấy, chị đang đạt và gần đạt cấp bậc rockstar của chị đấy, đạt superstar khi nào? So very nice question for Miss Nina. Is that the we understand that now she's working very hard with the team, and now she's reaching the rock star or maybe even the superstar. So can you let us know your plan? When will you be the superstar? Okay, ครับ Coach Nina. สิ่งที่เขาอยากจะรู้ครับก็ตรงนี้คือเขารู้ว่าคุณมีแผนที่คุณจะขึ้นร็อกสตาร์และซูเปอร์สตาร์เร็วๆนี้จากการที่คุณทำงานกันหนักมากกับคนในทีมแต่สิ่งนี้เขาอยากจะรู้ว่าแผนของคุณน่ะคุณจะสามารถขึ้นซูเปอร์สตาร์ได้เมื่อไหร่ซูเปอร์สตาร์ก็ระวังกันไว้ว่าควรจะต้องเป็นเดือนตุลาคมค่ะในแผนทั้งหมดทุกอย่างที่คุยกับโบนะคะมันมีการวางแผนกันกับอัพไลน์อยู่แล้วค่ะแล้วตรงนี้ค่ะเรามั่นใจครับว่าการวางผังองค์กรทั้งซ้ายและขวาของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นได้ในเดือนตุลาคมนี้แน่นอนค่ะ So it's October that is a target as I and the team have planning on what is the goal for the month. So for looking at the left side and my right side and the team, that
going on right now, there's a chance. There's a chance, a big chance for me to get and reach superstar. Oh, great. Yeah, congratulations. Rất là cảm ơn các anh chị đã đặt những câu hỏi về mục tiêu của tôi. Thì mục tiêu của tôi để đạt cấp bậc superstar, nó là cái cấp bậc rất là vị trí rất là tuyệt vời ấy, thì là trong tháng 10 này tôi sẽ hoàn thành cái vị trí đó, bởi vì tôi đã nhìn sang cái tổ chức của mình ở bên nhánh trái và nhánh phải và đã có nhìn thấy những cơ hội lớn để tôi có thể đạt được cái vị trí này trong tháng 10. Thank you so much, Mr. Nena, Miss Nena, and join with us. Khapunka, right? Khapunka. Yeah, that's right, correct. Good job. Khapunka. Khapunka. Tiếng đất đai đi nào, tiếng Thái cũng nổ luôn. And Khapun Khap Owen. Khapun Khap, yes, you too. Thank you. Cảm ơn hai bạn từ Thái Lan và cảm ơn tất cả các leader Thái Lan rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút nữa với lại một người leader đặc biệt của chúng ta. Chỉ trong 40 ngày đạt cấp bậc Diamond, đó là tốc độ nhanh nhất thế giới, không có ai bằng được cái cấp bậc này. Thì chúng ta sẽ cùng ông với một cái bí quyết, đó là làm thế nào, tại sao trong thời gian ngắn có 40 ngày ông đạt được cái cấp bậc đó là Diamond của Quarry. Với cấp bậc Diamond thì thu nhập sẽ là 6 con số, tức là nếu mà 100,000 đô thì sẽ trung bình là khoảng 2 tỷ một tháng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với một người apply của thị trường Việt Nam, đó là Mr. Bo đến từ Thụy Điển, hiện nay đang là cấp bậc cao nhất của Quarry. Quarry chỉ chưa có cấp bậc cao nhất full, đó là Purple Diamond, nhưng Mr. Bo đang là cấp bậc cao nhất. Chúng ta sẽ cùng giao lưu với ông về cái bí quyết, đó là trong 40 ngày thôi ông đạt được cấp bậc Diamond. So thanks a lot for Miss Nina and Owen from Thailand and also other leaders from Thailand to come to us this Zoom tonight. Very, very great and heart touching story from you. So we wish that we can see you again in our Thursday Zoom again because people here are looking so much to hear the stories from you. So Owen, can you translate for yes, Nina? Yes. Sure. ก็เขาอยากจะขอบคุณโค้ช Nina แล้วก็ Owen วันนี้นะครับที่มาแชร์เรื่องสตอรี่ของแคชชิ่งอะไรที่ร้อนแรงมากๆตรงนี้นะครับค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ thank you so much yeah thanks so much thank you and now we will have some short time to hear and to know about the experience of our upline, a very great man from Sweden, Mr. Bo, and he reached the diamond in a very short time, 45 days, and Mr. Bo here is he's willing to share with you his experience working when he joined Kiri and reached this very high rank. So welcome, Mr. Bo. Thank you very much. I'm going to have a very short sharing about high performance habits. Hôm nay rất là vui được gặp các chị và tôi có một cái chia sẻ rất là ngắn thôi, đó là về các thói quen. Ở đây nó là hành động với cái cường độ cao. I have always been a fan of habits. Và tôi là một cái người rất là yêu thích những thói quen. Because when you have created a habit, you do things automatically. Bởi vì khi mà chúng ta đã thiết lập thói quen rồi thì chúng ta sẽ có thể là làm được những việc mọi việc một cách tự động. And especially in network marketing, if you don't have habits, you're gonna burn out, you're gonna get stressy, will not be any fun anymore. Và đặc biệt là với cái công việc trong ngành của chúng ta là ngành kinh doanh hệ thống, nếu chúng ta không tạo lập những thói quen, không thiết lập những thói quen thì chúng ta sẽ cảm thấy công việc này nó rất là thử thách, cũng như là chúng ta sẽ muốn rời bỏ nó. So especially if you want to reach the high ranks. Và đặc biệt là khi chúng ta đạt đến những cấp độ cao.
So I will do a special training very soon. I will give you the 6 very important habits we need to create. Và tôi sẽ có một cái buổi đào tạo sớm thôi dành cho các bạn về 6 cái thói quen mà chúng ta cần phải thiết lập. Number 1 is to seek clarity. Thứ nhất là chúng ta phải tìm kiếm được những cái clarity means you have to be clear, you know, have to know exactly where you are going. Tức là chúng ta phải có một cái sự rõ ràng. Tức là chúng ta phải biết rằng là chúng ta đi đâu, chúng ta đi đâu về đâu. There can be no doubt, you need to know, can explain very simple where you are going. Và chúng ta phải không được nghi ngờ về cái mục tiêu của chúng ta, có nghĩa là chúng ta phải rất là rõ ràng và để có thể giải thích được rõ là và đơn giản, một cách đơn giản là chúng ta đi đâu. Number 2, you need to generate energy from the inside of you. Và thứ hai là chúng ta phải tạo được cái năng lượng từ bên trong chúng ta. It's not only by taking a pill, it's coming from inside. That's super strong. Và đó không phải chỉ là cái việc mà chúng ta dùng cái viên năng lượng, mà cái năng lượng này nó phải đến từ bên trong chúng ta, bản thân chúng ta. Và cái năng lượng này thì sẽ giúp cho bạn trở nên rất là mạnh mẽ. You need to create a habit of race action. Và chúng ta phải tạo lập một thói quen, đó là gì ạ? Đó là chúng ta đưa ra các hành động. So it's automatically, you don't have to think about it, it's just happen every day. Và nếu mà khi chúng ta đã có cái thói quen này rồi ạ, thì nó sẽ không cần phải làm khiến chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều nữa, mà hàng ngày chúng ta chỉ việc là hành động thôi. We need a habit of increased productivity. Và chúng ta có một cái thói quen nữa là cái thói quen tăng cái ở đây gọi là cái hiệu suất làm việc. You know, many people are active, but it's a big difference to be productive. Và thực ra là có rất là nhiều người họ rất là năng động, nhưng mà cái việc mà để tạo ra được cái hiệu quả trong công việc thì nó sẽ là một cái khác biệt rất là lớn. You need to create a habit of develop influence. Và chúng ta phải tạo một cái thói quen nữa là thói quen phát triển những cái kỹ năng mà để có thể gây ảnh hưởng. So when you talk to people, they can see your karma. They just follow you. Và cái kỹ năng gây ảnh hưởng này ấy, là khi mà chúng ta nói chuyện với mọi người thì mọi người có thể là nhìn thấy được cái năng lượng cũng như là những cái năng lượng rất là lớn từ chúng ta. And this number 6 and the last habit, you need to demonstrate courage. You have to be courage like a lion. Và cái thói quen cuối cùng đó là chúng ta phải biểu hiện được những cái sự khuyến khích như là những cái sức mạnh như là những con sư tử. All this come from starting with small steps, step by step, day by day, creating those kind of habits so everything goes automatically. Và thói quen thì nó sẽ được thành lập từ những cái bước rất là nhỏ, từ những cái bước rất nhỏ, và mỗi một ngày chúng ta lặp đi lặp lại nó, và nó sẽ trở thành những cái thói quen của chúng ta, và nó sẽ trở thành những cái hoạt động, những cái hành động chúng ta có thể nói rằng là tự động. So if you have these habits, then you can create, you can achieve any dream or goal you have in life. Và khi mà chúng ta đã có những cái thói quen như thế này thì tất cả những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ đều đạt được nó. But without at least even one, you are limited. Bởi vì nhưng mà các bạn phải nên nhớ rằng là ngay trong những cái khi mà chúng ta trong một trong 6 thói quen này mà chúng ta thiếu đi một ạ, thì chúng ta cũng sẽ bị hạn chế trong cái khả năng của mình. So I'm going to break this down in small parts that you can really understand and practice every day. Và cái nội dung này thì gần nhất tôi sẽ gửi đến các bạn trong một cái buổi đào tạo chi tiết để các bạn có thể là hiểu rõ được nó và sẽ thực hành và hành động nó hàng ngày. So I come back to you soon and we have a very good training. Tôi sẽ quay lại các bạn sớm bởi vì tôi nghĩ rằng cái nội dung này sẽ rất là thú vị. So thank you very much, BIT Group. Thank you, Team Tina. Thank you, Tony, with the presentation. And of course, Lee, the key to everything. Yeah, thank you a lot for your very good comment.
Rất là cảm ơn tất cả đội ngũ của chúng ta ở đây. Trước tiên là các khách mời, thứ hai là đội ngũ BYT, chị Tina và các anh chị leader, và đặc biệt là hôm nay những khách mời từ Thái Lan, chị Nina, anh Owen và những leader khác. Và rất là cảm ơn các bạn đã góp phần cho cái buổi Zoom của chúng ta ngày hôm nay đã thành công, và chúng ta có thể là có những cái cơ hội giao lưu sau này. So let's talk soon. Chúng ta hãy sẽ gặp lại nhau sớm.